Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu phần trước là tôi đã giới thiệu về baking soda có khả năng làm trắng răng. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người đến công dụng khác nữa về công dụng của baking soda là nó có khả năng trị thâm nách, là dùng để trị thâm nách này. Cách dùng của nó rất đơn giản là chúng ta sẽ cách một là làm sạch vùng nách, thoa baking soda lên để khoảng tầm 20 phút, sau đó chúng ta rửa sạch lại với nước, tuần làm 2 đến 3 lần. Còn cách thứ hai đó là hòa tan một muỗng baking soda với nước cốt chanh rồi để hỗn hợp, sền sệt thoa hỗn hợp này vào nách cũng để khoảng 20 phút, sau đó rửa sạch lại với nước, tuần làm 2 lần. Thì có hai cách để trị thâm nách, đó là cách một thì chúng ta làm sạch vùng nách bằng thoa, đó là thoa bột baking soda. Nhớ là cách này là thoa khô chứ không phải là thoa ướt nữa. Còn cách thứ hai thì chúng ta sẽ pha trộn với bột baking soda với một ít nước cốt chanh dạng bột sệt, đó là chúng ta đảo trộn cho nó sền sệt rồi chúng ta thoa lên vùng nách bị thâm. Cách một thì là chúng ta làm 2 đến 3 tuần một lần, còn cách thứ hai thì làm tuần 2 lần tuần một tuần làm 2 lần. Thì sau một khoảng thời gian chúng ta sẽ thấy hiệu nghiệm của nó, vì bột baking soda nó không phải là thuốc công dụng nhanh nên nó chỉ có tác dụng là chữa từ từ, sau khoảng một tháng thì mới thấy kết quả của nó. Đấy là công dụng về trị thâm nách. Để tôi tìm thêm một số kết quả công dụng nữa về bột baking soda. Nó làm đẹp. Chỉ với gói này là mỗi một gói là 50.000 mà có thể làm đẹp cho mình, không phải tốn tiền và cũng không phải đi phẫu thuật chỉnh hình hay gì đó. Công dụng thứ hai đó là trị mụn bằng baking soda. Hiện nay thì baking soda nó không phải là thần thuốc hay là thần dược gì đó, nó chỉ gọi là sát trùng diệt khuẩn. Nếu mà bạn rửa mặt ấy bằng baking soda này hàng ngày thì bạn sẽ thấy da mặt sạch hơn và mềm mịn hơn hẳn. Da sạch thì điều kiện đầu tiên đó là khả năng xuất hiện hay không có các loại mụn trứng cá. Nếu nếu bạn đang bị mụn trứng cá thì bạn có thể sử dụng bột baking soda để giảm triệu chứng của mụn, giảm mức độ tổn thương của làn da, giảm khả năng mụn lây lan sang các vùng khác, giảm vết thâm do sẹo mụn để lại. Các bạn nhớ nhé, cái này nó không phải là chữa chữa khỏi hẳn mà nó chỉ gọi là giảm đi, nó gọi là ngăn chặn không bị lên các mụn trứng cá hay là ra những vết thâm do sẹo, là nó sẽ giảm đi, nó ngăn chặn đi, giảm đi, sau đó khoảng một thời gian dùng nó sẽ tái tạo lại lớp da của bạn. Cách làm như sau, đó là có thể rửa mặt trực tiếp bằng dung dịch baking soda pha loãng để trị mụn
nhưng đó không phải là kết quả hiệu quả nhất. Thực tế thì baking soda chỉ có tác dụng làm sạch sát trùng và diệt khuẩn, từ đó kháng viêm đồng thời và ngăn ngừa và khiến mụn trứng cá nhanh lành hơn. Cách tốt nhất là bạn nên dùng baking soda kết hợp với một nguyên liệu khác có thể khả năng là làm lành và hàn gắn vết thương, điển hình như tinh bột nghệ hoặc gem nha đam. Cái cách rất đơn giản, dùng baking soda pha loãng trong cốc nước nhỏ, thêm bột thì à quên nhầm thêm gem nha đam hoặc tinh bột nghệ, tùy các bạn nhé, để chọn thành một hỗn hợp sền sệt, đắp hỗn hợp lên da mặt trong khoảng 15 phút trước khi rửa sạch bằng nước ấm, dùng 3 lần mỗi tuần trước khi đi ngủ là tốt nhất. Các bạn nhớ nhé, chúng ta dùng bột baking soda pha loãng trong cốc nước nhỏ, thêm gem nha đam hoặc tinh bột nghệ để tạo thành một hỗn hợp sền sệt, rồi chúng ta đắp lên mặt. Chúng ta dùng 3 lần mỗi tuần, nên nhớ là dùng trước khi đi ngủ tốt nhất, thì lúc ban đêm chúng ta không đi lại ra ngoài đường hay là đi đâu thì nó sẽ đảm bảo da hơn và công hiệu nó sẽ tốt hơn. Bột baking thì có gây hại cho da hay không, đấy là mọi người đều hay quan tâm cái này. Xin nói với các bạn là nhiều bạn thường nghĩ baking soda như một loại hóa chất tẩy rửa, và từ đó suy diễn thành baking soda ăn mòn và làm mỏng da khi sử dụng. Nếu mà ai nghĩ điều này thì là hoàn toàn sai. Baking soda không phải là chất tẩy rửa. Bản chất là một loại gia vị dùng nấu ăn hoặc thuốc chuyên dùng để điều trị các vấn đề đường tiêu hóa. Vì thế, chắc chắn baking soda không ăn mòn hay gây tổn thương đến làn da khi bạn sử dụng. Các bạn hãy nhớ nhé, là baking soda nó là chất gia vị để nấu nướng và thuốc chuyên dùng cho về đường tiêu hóa, vì thế nó không có sự gây hại gì hay tổn thương gì đến da và cũng không gây ra dị ứng da. Đối với baking soda thì hiện nay chúng tôi bán có 50.000 một gói. Một gói baking soda NT này. Hàm lượng của nó là 50 gram. Đây các bạn này đây. Điện thoại hơi kém. Là giá của nó in trên vỏ bìa là 50.000. Đấy là đối với bán lẻ. 50.000 một hộp baking soda 50 g. Còn nếu mà giá xỉ thì các bạn hãy inbox cho tôi, thì mong các bạn xem video này và hãy đăng ký kênh của tôi. Nếu có gì sai sót, mong các bạn thông cảm và truy cập vào trang Facebook của tôi và để được tư vấn thêm. Xin cảm ơn các bạn đã xem video này.